Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất, với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn. Mình xin chia sẻ sản phẩm bộ thể thao nam cộc tai với màu cao cấp. Đây là một sản phẩm rất là đẹp nè, các bạn có thể tham khảo để mua hàng nha. Đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Sản phẩm này được bán trên một shop Bmall bán hàng chính hãng với 17,2 ngàn sản phẩm đã bán rồi và 6 ngàn đánh giá nha các bạn. Số lượng bán hàng và comment các bạn cũng thấy được cái độ uy tín của sản phẩm nha. Giá đang giảm 63% luôn, 199.000 cho một cái bộ thể thao nam cộc tai phối màu như thế này. Đó, các bạn có thể thấy đây là một cái bộ sản phẩm mà được thiết kế rất là trẻ trung, màu sắc thì sang trọng đẳng cấp, đường may mũi chỉ thì rất là đẹp. Ở đây thì sản phẩm khá đa dạng về màu sắc, như đây là trắng than, đỏ đen nè, trắng xanh, than trắng và đen vàng. Tùy theo sở thích của mình các bạn hãy lựa chọn nha. Với 4 size từ M cho đến XXL, các bạn hãy tham khảo. Các bạn click xuống dưới cái phần mô tả sản phẩm này thì nó sẽ có cái bảng size nha các bạn. Size M cho đến size XXL thì nó sẽ tương ứng với chiều cao, cân nặng nè, độ dài quần, rộng gấu, rộng ngực, độ dài áo, vòng cạp. Nói chung là nó rất là kỹ luôn. Shop cung cấp rất là kỹ thông tin cho cái bộ đồ này. Các bạn xem kỹ phần này và chọn đúng size cho mình là ok hết nha các bạn. Đó, mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Mua lần 2 đồ đẹp ok, có dịp sẽ ủng hộ, giao hàng cũng nhanh. Hình mang tính chất nhận xu. Sản phẩm khá là ok, giá như này thì không có gì để nói. Sản phẩm tuyệt vời. Chất mát, quần áo đẹp, giao hàng nhanh chóng, gói đẹp, mua sale nên giá ok. Đây là hình ảnh thực tế nè các bạn. Đó, rất là rõ luôn, các bạn tham khảo ha. Đây là hình ảnh thực tế mà bạn khách hàng đã chụp nè. Các bạn thanh niên tham gia các môn thể thao thì không nên bỏ qua cái bộ sản phẩm này nha. Và đây là một shop bán hàng uy tín nên các bạn an tâm. Shop Bmall là bán hàng chính hãng nè. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.